Việc rồi rồi. Việc rồi. Không anh cái kênh của anh nói chuyện đúng không ai nghe. Đúng rồi. Mình hàng dài nó dốc mà hàng dài nó tán chém gió mà chém gió mà. Mình nói chẳng ai nghe, không ừ, đúng không rồi, ai khó. Nói chẳng ai nói chẳng ai nghe. Sao kỳ vậy cư xá? Kỳ cục quá. Mày restart cái phone mày coi. Không nữa là mày thoát cái Facebook ra rồi mày vô nó lại, thoát hẳn ra. Thoát hẳn ra đi rồi mày vô nó lại. Hôm qua thì cũng khó lên ghê mà. Việc ra đâu gửi yêu cầu đi. Vui thiệt, vui mà vui, vui thiệt, tôi buồn cười rồi mà nó quýnh nhau như tử rồi. Ông không có lúc nào thích cho bằng mình nhìn người ta đánh nhau. Tôi nhìn thằng nào đánh nhau tôi không có, tôi cuộc đời tôi không có sốt ruột đây. Từ lúc mà tại tao làm việc này mà vợ chồng đánh nhau tôi yên chí, tại vì nó đánh nhau nó mới cần mình, chứ còn mà nó vui vẻ nhau không hiện sợ tôi cả. Khi nào đánh nhau cảnh sát vô bắt nó vô bắt cái trong tù rồi, lúc đó nó cần tôi nó cần bem cu tôi bem ra rồi, cần bem ra rồi không rồi thành thử đó, thành thử đó khi mà chúng nó đánh nhau như thử nó cãi nhau mình nó mình có chuyện gì mình theo dõi mình thích đó. Hay nhất là hai vợ chồng nó ngồi đây cãi nhau, mà đến khi mà buồn hay nhất là khi mà nó bỏ một đứa nó bị bắt bị đánh nhau xong bị bắt bỏ ông tù mà nó ngồi nó kể chuyện cho mình nghe mình thích lắm rồi. Đánh nhau mà không có sao đó. Không phải mình được, mình mà đánh nhau là tốt rồi, còn là khác đánh nhau no problem. Mẹ bà nó ra... để tại sao nó để anh... kết nối không thành công hoài trời. Mày ăn cái gì chiều ra mày ăn cái gì mà nặng dữ gì Tân. Nói chung thì ổng được kỳ này hả, ông này chắc là không thể ở tù được đâu, có thể là ăn treo thôi, chứ ổng được có quyền miễn miễn trừ mà. Không có, anh biết là cái tội này nó rất là nhẹ, anh ơi, tội này không có cái quyền mẹ không cái, nó thì cho là vậy đi, không cần biết ông này là ông vua, ông này là rất luật là vua mà đủ quá. Cái này gì đó. Cái chuyện này đó là nó tấn tội họ tấn công vô đó họ thì thu như vậy, mà cái những đồ gì họ mang ra đó mà thì là nó thuộc cái luật là không phải cái luật tiểu bang mà cái luật liên bang. Đó là cái luật nó ông phạm một cái, họ nói là ông phạm một cái tội về cái tội liên bang, thì cái tội này trong cái tội liên bang thì rất là nhẹ. Nó nhẹ như thế nào anh, nó nhẹ cũng như là tôi với anh là ở đất Mỹ này đi lấy uống rượu lái xe vậy đó, không có gì hơn đó. Nó chỉ bằng như vậy thôi, là nặng hơn chút thôi. Thì một bên đang mức độ trầm trọng đó. nó có cái điều này là một bên cố tình gài, công tố viên đang gài tội, một kia đang ngồi cãi thế thôi, hai cái dưới trang vậy đại, đó, đó, đó. Đại khái vậy đó, đồng ý vậy, biết vậy thôi chứ còn đâu có biết chuyện gì. Khổ không vậy. Không thì mình không biết chuyện gì, bởi vậy mình mới cà khịa ấy, mình cà khịa vậy. Ừ, bởi vậy cà khịa. Cái tội của ông Trump mà bây giờ họ đang nhắc mà tôi nghe đó ở bên này thì nó là cái tội về bên liên bang. Mà nó cái trừng phạt của nó, mình nhìn cái trừng phạt của nó thì nó nhẹ như là thua rồi, người giá người ta không lên được. Tôi và anh đi uống rượu lái xe bị cảnh sát chặn rồi, lại, hiểu rồi, bắt lại bỏ vô tù. Mà cái tội uống rượu lái xe bên này là cái beo của nó rất coi như là thấp nhất, tại vì rất nhiều người bị. Hiện tại bây giờ nó chỉ có đâu có 2,5 thôi chứ không có gì đâu. Thì cái tội kia nó cũng vậy thôi, mình nhìn theo cái giá tiền, mình nhìn theo cái tội trừng phạt của nó, mình biết là cái tội rất là nhẹ. Cái tội đó là không phải là cái không có gì gọi là quá đáng cả, mà để tấn công nó cái thiệt minh đó. Thì biết sao được, giờ phải chờ mình coi, mình chờ coi thử, mình chờ coi thử coi cái tình hình như thế nào, chứ còn bây giờ mình cũng không biết gì hết. Bởi vậy mới là cà khịa, nó cà khịa nè. Bởi vậy tôi là tôi nói nè, tôi ông Trump ông làm những cái điều rất là kỳ cục, nhưng mà tôi thích cậu một điều là ông có đánh nhau ra, ông có, tại ông là người đi xây dựng, ông cha thợ xây, ông có rất nhiều vợ nha. Anh biết mà mấy người phải xây dựng mà nó nói chuyện mấy người phải xây dựng Mỹ mà nó gặp con gái đi ngang là nó hít gió nó la nó đi không, cái đời tư của ông thì mình không bằng gần bàn cãi nữa đó. Không mà ý mà ý là mình nói là mấy người phải xây dựng nó nói to lắm, mày cứ là người ta ăn to nó lớn quen rồi,
ông cứ bằng dân đường đường phố mà ông nói chuyện khơi 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 vậy đó, thành thử ra người dân ông đi xây dựng mày, anh nhìn mấy ông Khổ. thợ xây dựng Việt Nam ông nào cũng to lớn khỏe mạnh, nói lớn uống rượu lớn, ông được cái ông uống rượu uống thuốc ăn được ông khỏe, bởi vì ông khỏe lắm á. Năm nay ông đó với ông Biden là bằng tuổi nhau mà ông đó là ông nói chuyện rất là mạnh, ông Biden nói hết nổi rồi. Ông nói đường cái là như là tại vì ông có thằng anh á, ông Trump cũng có thằng anh, nghĩa là nó làm phi công, làm phi công lái máy bay của Mỹ mà, phi công máy bay đường quốc tế mà, thành thử ra ông đó uống rượu quá, thành thử ông chết sớm ông anh á, thành thử ra ông Trump này nó là một hai rượu không có thuốc không có không, thành thử ông rất là khỏe, gia đình cũng vậy, con cái cũng vậy. Ông chỉ có gái thôi. À thì đấy thì vậy thôi thì được cái này mất cái anh kia, mình con người đâu có mà mắc gì đâu, đâu có ai hoàn hảo đâu, đồng ý không nhưng mà có có mắc gì điều. mà đâu có mắc gì, nhưng mà mình thấy bây giờ hiện tại bây giờ họ đánh nhau như vậy là dự tử đây, mà Dữ. mình rất là thích, mình coi người ta đánh nhau mình rất, cuộc đời mình nó được rồi đó, mình coi người ta đánh nhau mình rất là enjoy, mình rất là thích thú. Miếng miếng là không phải của mình, miếng là Đừng của Việt Nam, vé đừng mà đừng 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 có miếng miễn là là Việt dính, Nam. đừng có dính đừng có dính Việt Nam ta khoái à, đừng có lại làm Mình mày làm đang Việt Nam tệ mày muốn đừng có đánh nhau thế nào đánh, mình ngồi mình coi là lúc đánh nhau là không có, mình coi tức là không có suy diễn cái một đó giây kiểu một như là phút bài nào. học, bài học học kinh nghiệm vậy mà. Đúng Trời ơi rồi. ta Lan bài đất Mỹ anh, họ làm phim làm chuyện, những câu chuyện họ làm rất là hay, anh yên chí câu chuyện này vẫn còn tiếp diễn mà. Mà anh càng coi thì anh càng thấy hấp dẫn. Tội tội này tội của ông Trump ông mà ông bị truy tố thế này là bằng cái tội uống rượu lái xe bên Mỹ này, ở ở ở cáo thi thôi, bắt vô bail 2.500 đồng vậy đó, còng tay lại bỏ vô ông tù, nếu mà không có bail ra thì ở trong đó nói ngày ra tòa, nếu không có Ok. thì bail ra ngoài Ủa bên này thấy không thấy thằng Trung đâu ta? Thằng Trung chạy nó mất cũng tiêu dẫn rồi. vậy là không ai nói gì, À, có nếu ai gọi ai lên thì gửi yêu cầu đi không lên chơi thôi, không nói có chuyện ai đàng cả, hoàng chút không có ok. ai cả khịa, đúng rồi ai cả Không khịa, bây ai giờ phải cứ có chuyện đàng hoàng lại đi. nói chuyện đàng hoàng cũng được nữa, đừng cà khịa, đừng có sắp xỉm mà đừng có nói bậy nói bạ được rồi. Tôi không quan trọng gì đó, ai lên cũng được, không quan trọng gì đó. Nhưng có điều là đừng có thấy đất nước mà thì đó. Bây giờ thì tôi muốn nói cái điều Thôi này, bây giờ cái bộ chị sẽ nói đi. cái lên cái like này là chủ yếu là cà khịa thôi chứ không có cái gì cả. Và nhưng mà lên ai lên cũng được, lên chơi gửi yêu cầu lên chơi thôi, mà chỉ nó nói vấn đề cho nó đàng hoàng chút chứ thế thôi, chứ ta cũng không cần gì phải đừng có Cái ông Trump cái này hôm nay nó là đâu không biết, ở Việt Nam có lẽ là mình không có để ý đâu, chứ mà chuyện này là lớn lắm ạ, đúng rồi cả bộ lớn mặt của thế nếu giới mà luôn lớn mà. cái Mỹ á, người Mỹ á nó biến Người Mỹ thành thì cũng là các nước vùng với người Mỹ các chúng mình là rung động mà, chứ không phải không ạ, chứ không phải chơi được rồi à, các khối rung động châu mà. Âu, các khối nước nó nhìn vào nước Mỹ, bởi tôi nói là cái gương mặt của nước Mỹ hiện giờ đang rệu rạo mà có vẻ là uể oải, mà có nghĩa là không còn cái không không còn cái anh chị cả giống như ngày xưa nữa. Nó vậy, nó thẳng vậy, cái bọn nó rớt xuống, nó làm cho thảm hại cái nền dân chủ của Mỹ. Đó là cái điều mình muốn nói. Mà ở đây thì mình muốn nói mà liên quan những thằng người mà không thích Việt Nam mà cũng kêu gào đủ bắt đầu tự do ra đảng này kia, tôi thấy nó buồn cười. Thấy không, đây là cũng giống kiểu như mình muốn lỡ cái like này lên để mình hỏi là đó đó là bộ mặt của nước Mỹ đó, và lợi ích nhóm là phe phái. Anh nghĩ các chồng các bà Nancy Pelosi bà làm trong chủ tịch hạ viện, mà cái ông chồng bà rượu đi đánh cổ phiếu, tôi hỏi là chết mẹ rồi, rượu quá đồ quá thì thôi cái rồi. chuyện cổ phiếu và cái chuyện ông chồng bà Pelosi là tôi nghe mấy tuần trước này, mấy Đúng tuần trước rồi. là nó ùm lên là cái chuyện là ông này ông buôn bà ông đang đầu tư vào cái chuyện Cổ cổ phiếu phiếu chiếc này chiếc kia đúng cổ rồi, phiếu, mà ví bà dụ làm cái chuyện sao không biết được, mà tôi ông không đóng có là thắng hiểu, à, mà đủ tôi nội không tình có trong hiểu mà đó. tại sao mà nó là không hiểu, là tại sao mà nó tự nhiên là lôi ông này ra về cái chuyện ông đầu tư vào mấy con thằng con microchip, rồi ra ông biết ông chính phủ Hoa Kỳ họ Đúng đi ra rồi, nó cái pháp lợi lợi ích luật nhóm mà người năm mươi mấy đó tỷ đô la, đúng năm mươi mấy đó, thấy tỷ đô chưa anh, la thấy chưa thấy đó đó ông kinh đó thật, đó đi ông kinh thật. đó 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 là cái đó lợi ích nhóm. Có cái gì đồ ai cũng có phần, ai cũng có những cái mà tôi nói thiệt với anh nghe đó, Kinh lợi thật, ích đó là tiền họ làm kinh ấm tiền tiền, toàn toàn tiền tỷ. hấp dẫn thật. Khủng khiếp luôn. Ủa má lần ta mời nữa nè, đủ lắm lần tôi quýt bà mày luôn à, tôi ký mày ra
mà đâu còn tóc đâu, bứt tóc rồi, tôi bứt cho mày xói đầu luôn, mà nó còn còn tóc ở đâu mình bứt. Kỳ ta, không được là không được, là không được, có mang mời nó, nhấp nháp nhá hoài thôi. Kì nó cũng không có đóng tiền internet rồi, đủ ban này mày xếp nợ bill rồi, đủ đóng đi mày. Thằng nào cũng làm ăn chứ, con ông Biden thì đi làm bên ăn làm ăn với thằng gì ta, Ukraine nè, phải không? Thằng đúng rồi đó. Đúng rồi, đủ thằng nào cũng làm ăn, thằng nào cũng làm ta trong tay ngoài cả. Ông cái trong hai nhà đấy, trong hai cái nhà mà Biden với nhà ông Trump ấy, thì ông Biden này là anh chịu với Ukraine nhiều nhất. Thằng con ông ký những cái thằng nào cũng vậy thôi. Chứ cái nhà ông Trump là không có dính trong đó. Cái vụ này là cái vụ thằng ông con trai nhà ông Trump, ông Biden mà ông cái thằng cha này đó là nó kỳ lắm nha ông, cái thằng này là nó nghiện ghê lắm, nó trời ơi chúng nó nghe cái thằng cha này nó ẩu ẩu vô cùng nha ông. Thằng anh nó chết, thằng anh ruột của nó chết rồi. Anh ruột nó chơi đàng hoàng, hồi đó anh ruột của nó là General Attorney của tiểu bang, trưởng khế của tiểu bang, chánh án của tiểu bang Delaware. Thì ông anh của anh ruột nó chết trong má lúc đó nó có vợ rồi mà nó chơi luôn, nó ở luôn với cái bà chị vợ nó luôn, luôn. À mà bà chị dâu luôn, ăn chơi ăn ngủ với bà luôn, nó kỳ cục cả cái nhà nó kỳ đời, khổ quá rồi. Tôi thiệt anh á, cái chuyện đó thì nó kỳ cục lắm mà mình nó là mà trong nhà mình dám nói không, nhưng mà cái chuyện tình cảm ta, nhưng mà cái thằng này nổ, tại vì nó nghiện thuốc. Ồ mà cái thằng nổ này nó nghiện thuốc, mà thuốc nặng á, là thuốc mà nó kêu bằng methamphetamine này, là cái loại đá. À, nghiện nặng, nghiện nặng, nghiện nặng rồi. Nghiện thuốc là rất là nặng. Mà khi mà cái thằng đó, cái thuốc đó mà tôi biết là khi mà cái thuốc mà cái đó mà ông chơi vô rồi là ông rất nhiều sức khỏe, ông thức cả đêm, gái, đàn bà con gái là ông còn đi còn lại cả đêm mà ông có bị gì hết. Nó tự nhiên nó cho mình một sức khỏe, thành thử nó nghiện kinh lắm. Thành thử ra nó thằng cha này nó bê bối lắm. Mà ý là mình nói cái này là làm ăn với Ukraine nó là ông cái đời ông Biden này làm ăn nhiều, ăn chịu với nó nhiều lắm về tiền bạc, về tiền bạc. Thành thử ra bây giờ nói người Mỹ bây giờ họ mới ký thêm một cái sắc lệnh, mới tăng cường thêm cái quân đội viện trợ cho Ukraine là sáng hôm nay là tăng thêm 1 tỷ nữa. Tức là cái sức chi phối của Ukraine, của chiến tranh Ukraine trên cái nội các của ông Biden này rất là có hiệu quả. Chị khác, chị khác tiền rồi, chị nhiều tiền lắm rồi. Mà có hiệu quả được đó là nhờ cái thằng cha con của ông Biden, anh chịu với nó rất là lâu rồi. Nhưng mà tôi thấy thất bại rồi. Bây giờ trong tình hình đó thì em thấy Nga bây giờ đang thắng thế rồi thôi. Nói chung bây giờ thắng thế thứ nhất là vấn đề vũ khí, thứ hai nữa là vấn đề dầu mỏ, anh hiểu không? Tình ra bây giờ nó đau chỗ này, nó đau chỗ này. Căn bản là tiền. Sao anh? Đúng rồi. Căn bản là tiền đấy. Cái chiến tranh bây giờ đó, như là mình thấy là bên của Ukraine đó, mà người Mỹ họ đánh nhau như vậy là họ ok đó. Nó ok về cái phần người Mỹ thế này nè. Họ không có mất quân. Quân họ đúng rồi, nó không có lấy quân, nó không có đem quân, nó chỉ đem vũ khí thôi, mất. Họ chỉ mang tiền. Tiền thì anh chịu ấy. Có tiền là Ukraine họ đã tiêu trước rồi, tiêu cho ông con ông Biden rồi, tiêu bao nhiêu tiền coi như là nó chạy một cái đó. Nó chạy vòng mà đủ chạy vậy, chẳng chạy túi kia thôi. Đúng rồi, ông Biden này là ông ba bên Ukraine, là hồi ông còn làm phó tổng thống nó ba bên đó, ông làm ăn bên đó rồi. Thì là đến khi mà thằng con ông ba, tức là ông tiếp tục ông qua theo mà thành thử ra Ukraine là họ đã anh chịu rất là nặng với đây, họ đã đúng rồi. Nắm được thì nói chung là thì bởi vì tôi mới nói là thì tôi bởi vì tôi mới nói anh nãy đó, trước khi vô live rồi tôi thấy cái bộ mặt của nước Mỹ đã rớt xuống. Và ở đây mình chỉ nói cái điều là chỉ có hai lưỡng đảng thôi, mà ở đây nó có cái sự gọi như là tham quyền cố vị và lợi ích nhúng rất là nhiều. Ở đây nó có chia phe chia phái, mà hợp nói cách nôm na cho dễ hiểu là hợp thúc quá tham nhũng. Mình cho nói gì là tiền buôn bán súng đạn, tiền đủ loại, tiền rửa tiền, tiền nói chung tất tần tật
đều có lợi ích nhóm nằm trong đó hết cả, chẳng có lo con mẹ gì dân hết trơn, nó thẳng là vậy. Đó là cái gương trước mắt cho mình hiểu như vậy thôi, nôm na vậy. Còn chi tiết thì tự lòng mọi người đi không sao đó. Để mình nói nghe thế này nhá, cái cuộc chiến tranh mà người Mỹ mà đánh nhau với người Nga mà qua thằng Ukraine đó, người Mỹ đánh nhau 100 năm không quan thua, tại vì thế thì rõ ràng là thế này này này, là họ không có mất quân mà chỉ họ mất tiền, họ chỉ Mất đổ tiền tiền ra ngoài thôi, thôi, mà đổ tiền tiền thôi. thì tiền tiền mà anh biết đâu họ mới ký mấy cái sắc lệnh ở đây tiêu tiền. Ông Biden này, ông ký là tổng cộng là mấy ngàn Mấy tỷ đô ngàn la tỷ rồi, mấy ngàn tỷ rồi. là trong đất Mỹ này, thành thử ra 1 tỷ này 1 tỷ kia cho Ukraine no problem. Ok, thì quyết trận này có muốn lên chơi, Đây gửi yêu cầu đi. Gửi yêu cầu có lên chơi không? Có trên chơi được, có vậy không? hay lắm anh, Hay đó. cái rất là hay câu chuyện mà họ đánh nhau như vậy đó. Mà mới lại có điều mình trở lại một câu chuyện đó nè, người Mỹ chúng mình là qua vậy chứ rất là bạo động, họ bao giờ cũng Rồi. cần những cái chuyện tranh cãi đánh nhau bên ngoài. Bây giờ mấy năm nay không đánh nhau, coi đây là đến đây năm này năm thứ sáu này không có đánh nhau này, họ rất là khó chịu á, tôi bảo đảm với anh đó, rất là khó chịu. Thì khi mà họ khó chịu như vậy đó, nếu mà họ không đánh nhau được ở ngoài ấy, thì họ phải cũng cùng một Đánh bằng vào có trong năng độ cũng cũng thì cùng một cái năng lực đây, mình không đánh thằng kia là con người mình khó chịu lắm, thì mình đánh thằng này, mình đánh thằng này, giờ mình đánh lẫn mình đánh nhau, anh em mình đánh nhau nên là để nó nói nghe cái tính cái thằng người hay đánh nhau thế này này. Tôi thấy mình còn phải đánh nhau với người Mỹ thì mình mới hiểu mình được cái may mắn mình nhìn họ đánh nhau, họ biết mình biết thế này nào. Khi mà họ đánh đã đánh tất cả mọi người rồi đây mà không còn ai là kẻ thù của họ nữa thì họ sẽ quay ra họ đánh lẫn nhau, và cái điều đó là cái điều đang xảy ra nào. rõ Cái ràng máu đánh tại nhau vì nó vẫn còn chứ, cái máu đánh khủng nhau khiếp mà năng lực nó đánh cái bạo con người mà động đánh nhau nó phải sự nó quen rồi, nó thành khi mà người ta không còn kẻ thù ở xung quanh nữa đó, thì người ta sẽ đánh vợ, đánh những người trong nhà mình, đánh vợ mình, đánh con mình, đánh thằng bạn mình như vậy. Mình nhìn thấy ở trong đại mắt khái là mình coi như hung bạo, bản chất hung cái tính bạo. hung bạo, đúng Đúng, hung bạo đúng rồi. mình sẽ đánh với nhau. Và quả thật bây giờ Trời họ đang đánh ơi, nhau tụi bay không lên để hai ông già ngồi đủ chém má. Chém gió ha hết trời. Cho này lên thử coi này, hơi nào rồi, nào. hơi đâu mà chém dữ, con nào muốn chém phụ chứ, Chém phụ chứ trời ta có cái ơi. nào chém phụ chứ, mà hai ngày hết Chém hơi gió mình cũng hết mà. hơi nữa. Bây giờ mình đấy, mình nói chuyện với Mỹ, mình ở đây mình người Mỹ, mình hay nói người Mỹ không phải tại vì dễ, nhưng mà tại mình hiểu, mình biết về họ, mình biết cái gì cái điều gì mình biết nhiều thì mình nói, thì mình chỉ biết san sẻ. Nói vậy là không có phải là nói xấu hay là vô ơn bạc nghĩa Không, gì ở cho đây người Mỹ thì cả, không không phải, không phải mình vậy, nói là vô thưởng vô mình chỉ phạt nói cái mà. câu chuyện nó như vậy Câu thôi, chứ chuyện còn nó không có gì mình thấy sao mà nói mà vậy thôi. chứ còn không có cái Mình là con dân còn thì mình không có quyền, và mình con không bắt dân buộc mà ai mình là bỏ con ai. dân người ta tại Mình mình đâu có đó quyền hại gì đâu trời ơi, nhưng ý mà nghĩa gì. đúng rồi cái nhưng mà rõ ràng đây thì bây giờ tôi mới hiểu tại sao là đến ngày 6 tháng 1 năm 2020 mà dân Mỹ nó tấn công một cái tòa 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 điện Capitol, bây giờ Nói mình chung mới là hiểu. Chứ nó còn cái chuyện này nó không có xảy ra mình cũng có hiểu, làm sao mình hiểu được. Mình hỏi, cuồng. mình chỉ nghĩ là đó là những cái lời mà đó là những đám dân bạo động. Nhưng mà mình thành thế này nè, tại vì trong 4 năm vừa rồi đấy, 4 năm từ năm 1976 từ năm 2016 đến năm 2020 đó, là cái đảng Dân Chủ đó Nó thì liền chuyên môn. nói đi nói lại mới mang mấy Russia ra. Hai cái lần mà ông xuất thế ông Trump là hai cái lần dính líu đến nước Nga, giúp đỡ cái ông Trump này ăn gian biểu tình để ăn gian bầu cử để mới có thể làm tổng thống, là làm để làm lũng đoạn nước nước Mỹ. Đấy là cái lời kết tội của Cái bên Dân lời cái Chủ tội của dân chủ. trong vòng 4 năm mà khi ông Trump cũng tại vì mang ông ra cho thế ông 2 lần. Đúng hay sai phải trái chắc dĩ nhiên là họ phải nói, họ nghĩ là phải đúng, họ mới dám làm cái điều đó. Thì là có thể nó đúng 60 phần nhưng mà nó phải sai 40 phần, là tại vì thế này, cái điều mà người Nga có thể giúp đỡ ông Trump để thay đổi cái kết quả bầu cử nước Mỹ, đó là một cái điều nói láo không có thể tưởng tượng được. Nếu mà người Nga đã có khả năng đó thì họ Dễ đã dầu thay gì đổi cái qua cái họ mạng lưới an ninh của Mỹ này ghê lắm, đâu có thể được vô đấy được. đấy Nhưng thì mà cái điều nếu là nếu họ mà nói thì mình biết vậy thôi. đây
Nếu mà người Nga có khả năng thay đổi được cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thì người Nga đã thay đổi cái cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, mà một quốc gia, một cái phần đất ngay bên sát cạnh nữa từ lâu rồi. Chứ họ không phải đợi đến giờ đúng này rồi. Họ phải chuyển quân qua bên bởi vậy đấy, tôi nói là ở đây tôi muốn nói là miệng lưỡi của những cái người làm chính trị bên nước Mỹ, anh thấy ghê gớm chưa? Cái ý tôi muốn nói cái điều đó có nghĩa là về từ báo đài truyền thông cũng vậy nữa, khi mà ông Donald Trump lên là chui chèo mát mái hay là ủng hộ, nói chung là đánh, tôi nói là một chiều một chiều một chiều một chiều một chiều, hiểu không? Rồi bây giờ nói chung là không có tin được, đó là truyền thông đấy, anh thấy rõ ràng là truyền thông báo chí cho đến ghê gớm không? Ý tôi muốn nói cái điều đó nó đâu có cái gì gọi là tự do mà theo kiểu mình nói, mình không ở trong trong bụng thì mình không biết được, cho rõ ràng bây giờ hầu như ông Trung sức đã, bây giờ ông trên là đồ bắt, bây giờ mấy cái báo kia nó lủi mắt luôn, như là Washington Post này kia đồ, mà hầu như ủng hộ bây giờ nó biến mất tiêu luôn, thấy không? Nó cũng giống như mình thôi, lại gió cờ nào là mất cờ đó, nói láo nói xạo đủ trời. Giờ tôi thiệt, nghe thì để nghe thì thôi chứ chắc không có tin mẹ nào chứ, khổ coi mà tôi nói nghe là coi.